Đương tiền khoa học phát đạt, nhân loại ưng cụ chi trì thức di quả. Kiến thức mà chúng ta cần phải có ngày càng nhiều. Đó có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Nói thật ra, đây chẳng phải là chuyện tốt. Người thật sự tu đạo không cần phải học những thứ ấy. Tổ tiên, cổ thánh tiên hiền đã sớm dạy chúng ta điều này. Như đạo gia đã nói, vị đạo nhật tổn, vị học nhất ít. Vị học là như ở đây cụ Hoàng đã nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đó là vị học. Mỗi ngày quý vị phải tăng trưởng những thứ ấy, kiến thức khoa học, đó là về phương diện tri thức. Nhưng vị đạo thì mỗi ngày phải buông xuống. Tất thảy đều phải buông xuống thì đạo mới thành tựu. Đạo là gì? Đạo là thứ mà bản thân quý vị sẵn có. Hiện thời đạo của quý vị chẳng thể hiện tiền, do quý vị có chướng ngại, có phiền não. Nhà Phật gọi nó là nghiệp chướng. Chướng ngại nhiều vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Nhưng quy nạp lại sẽ không ngoài hai loại lớn: phiền não chướng và sở trì chướng. Hai loại lớn này chướng ngại quý vị kiến tánh, chướng ngại cái tâm thanh tịnh, chướng ngại tâm bình đẳng của quý vị. Thanh tịnh bình đẳng giác là đạo. Là tựa đề của bộ kinh này. Chúng ta tu đạo là tu thứ này. Nếu tam địa mỗi năm một thanh tịnh hơn, tức là đạo nghiệp của quý vị tăng trưởng. Bất luận tu học pháp môn hay tông phái nào, trong 10 tông phái của Đại Thừa Phật Pháp Trung Quốc, trong chữ pháp môn, pháp là phương pháp, môn là môn đạo, môn chính. Pháp môn là cửa ngõ để trở về tự tánh. Trong kinh nói 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn nhằm đối trị 84.000 phiền não. Bồ Tát vô cùng tuyệt vời, có thể triển khai thập thiện nghiệp đạo thành 84.000 tế hạnh, công đức viên mãn, thành Phật rồi.